Em làm thì em có thể làm được, nhưng em không biết nói là kiểu gì đấy ạ. Nhưng mà em nghĩ là cái Huyền Huyền á, giải thích là đúng rồi đấy, không có sai. Nhưng cái này em xin bổ sung thêm nhé, có nghĩa là khi mà ví dụ như nhé, ví dụ như các bạn ăn ở đâu, các bạn ngủ ở đâu, các bạn làm cái gì ở đâu đó, thì các bạn sẽ dùng từ đế. Ví dụ như Trang sẵn nhé, im vào à Hà Nội no tại cửa đế, hoặc là ví dụ như Trang đang học một trường đại học nào đó, ví dụ như tên của trường đại học, ví dụ như là Hutech đi, Hutech Daigaku de Nihongo o Benkou shitemasu, chứ người ta sẽ không dùng là Hutech Daigaku ni. Họ sẽ không dùng từ ni thay cho từ đế được. Ví dụ như hồi nãy Huyền có nói một câu đó là đúng, có nghĩa là từ ni á, nó sẽ dùng cho mang nghĩa là ở đâu. Ví dụ như là ở trên cái bàn nó có một cái bút đi, thì là tsuke no ue ni Boruben ga arimasu. Cái mình nhớ không lầm thì cái bài arimasu này hay là từ imasu này nó nằm ở bài 14 ấy, 14 của bài nội năm ấy. Đúng rồi, nó ở nó năm ấy. Đó, Không. thì khi mà cái từ ní ấy, thì bạn chỉ dùng cho nó mang nghĩa là ở đâu thôi. Có nghĩa là ví dụ như trong phòng nó có một cái tủ, hoặc là trên giường nó có một đôi dép, hoặc là trong nhà có một chiếc xe, kiểu như vậy. Ví dụ như người ta hỏi bạn là ví dụ như nhá, bây giờ mình hỏi bạn một câu là sang sang no heo à dạ sang sang no heo ni nari ga arimasu ka. Quan ta xin nô hay ra quá bếp bếp tụ He, watashi có no cái heya giường ní ní bếp tụ ha so. arimasu. Khi mà cái công thức mà đây mình chỉ cái này luôn nhé, sau này các bạn mà có làm ngữ pháp đó, hoặc là các bạn cây qua thì câu này chắc chắn đúng và không bao giờ sai hết, là khi mà người ta hỏi bạn là cái gì đó có ở đâu thì cái địa điểm sẽ là ní, còn cái vật thì sẽ là mang nghĩa là gá. Ví dụ như là Trang trong phòng của Trang sẽ có Cái cái giường. Xin lỗi mọi người nha, mẹ mẹ chăm lấy đây nhá, thì là nó con là hết rất là mẹ mẹ kích động lên nhá. Mẹ của em cứ bị lác lác chào. Có mình nói lại nhá, có nghĩa là trong phòng Trang có cái giường, thì tiếng Nhật nó sẽ nói là Watashi no heya ni beddo ga arimasu. Chứ họ không dùng là Watashi no heya de beddo ga arimasu. Họ sẽ không nói là đế nhá. Mà chắc chắn 100% mà cái này không sai là họ sẽ dùng là ni. Doko ni arimasu ka? Ví dụ như các bạn hỏi sau này các bạn qua Nhật đi, các bạn qua Nhật các bạn muốn tìm một cái gì đó, ví dụ như là một cái kéo đi, các bạn đi làm các bạn tìm cái kéo các bạn không biết ở đâu hết, thì các bạn lại hỏi người Nhật là sumimasen Hasami, hoặc là doko ni hasami ga oite arimasu ka? Chứ bạn các bạn không dùng là doko de hasami ga oite arimasu ka? Các bạn dùng đế nghĩa là sai nhá. Ok chưa? Ok rồi. Ok đấy. Ok Mọi người ơi, em có một cách hiểu khác nữa mà cái này em nghĩ là nó sẽ cụ thể hơn ấy, là từ ní á, là nó sẽ nhấn mạnh những cái từ mà những cái gì đó ở vế trước của nó, nhấn mạnh cái vế trước của nó, còn từ đế là nó sẽ nhấn mạnh cái tất cả những ở vế sau đấy. Ví dụ như là cái ông bảo vệ đi, có một trong trong một trường hợp thì cái ông bảo vệ ông hỏi ông nói là ví dụ khi mà mình đi đi vô company đi, thì ông sẽ nói là Koko ni kurama o tomatte kudasai. Đấy kiểu vậy. Còn nếu như mà ví dụ mình đang ngồi trong một chiếc taxi đi, mà mình muốn muốn hỏi ông tài xế là chú có thể dừng cho con tại chỗ này được không, thì mình sẽ nói là Koko de tomatte kudasai. Đó kiểu vậy. Thì không biết là có hợp lý không nhỉ? Qua Nhật thì cái nào cũng đúng nhỉ.
Tại vì cái này dù mình học lên cao thì có phần mà thao động từ với từ động từ nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó phụ thuộc vào cái động từ phía sau. Ví dụ như lý get a có cái vật đâu có đâu thì dùng lý ha. Nhưng mà khi mà học mình có một số chờ động từ, cái động từ phía sau là chờ động từ hay thao động từ, thì đế với lý phụ thuộc vào với cái động từ mà dùng mình dùng trong ngữ cảnh nào và nằm ở đâu ha, nó tùy trường hợp nữa. Thì cũng như là Tiến với Thịnh chia sẻ ha, thì rất là đúng. Thì những cái chợ từ đó về chỉ địa điểm ha, thì mình cũng nên hiểu kỹ một xíu, rồi mình mà đặt cũng đúng thì khi qua Nhật đó, thì người ta cũng dùng nhiều ha. Thì như mà sau này bạn học lên cao á thì bạn sẽ tùy vào động từ, tùy vào ngữ cảnh và tùy vào cái tình huống đó, thì mình sẽ áp dụng những cái chợ từ cho nó phù hợp ha. Ví dụ như các bạn hỏi người ta là sẽ đi ăn ở đâu ấy, ví dụ như hỏi là đi ăn ở đâu thì các bạn sẽ nói là どこで食べに行きますか?chứ mình không dùng là どこに食べに行きますか? nhá. Ăn uống hay là học hay là nghỉ ngơi đâu thì bạn là sử dụng là đế nhá. Còn ví dụ như vật được đặt ở đâu hay là trong phòng có cái gì thì các bạn sử dụng là lý hết. どこにありますか? どこにある? Kiểu như vậy, chứ họ không dùng là どこである nhá. Thì cái cơ bản thì mình sẽ hiểu như vậy, và sau này các bạn học cao lên ha thì mình sẽ có rất nhiều động từ chia ở phía sau á, thì mình sẽ học thêm, mình sẽ biết biết cái nhiều hơn ha. Rồi ok, rồi tiếp tục đi ha. Võ tiếng Đạt ơi, bạn có đây không? Hi. Võ tiếng Đạt chắc bây giờ mới nghe giọng đầu tiên nha. Comment nha.大丈夫です。Võ tiếng Đạt là đây là cả bên của Smash cả. Đây là cả Juni です。Juni cả. はい。N5 です。うん。N5 けど、でも、日本人みたい、日本人みたいですね。うん。日本人。日本人みたい、わかりますか?みたい、あ、はい、みたいです。うん。じゃあ、日本人みたい、ベトナム語で何ですか?日本語、あ、みたいです。không không thấy nhìn không không nhìn thấy gì hết. Chỉ là mặt à, không, à, không giống 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 người Nhật phải không? À mitai là giống á. Mitai nó giống với cái từ rashi với ippoi á. Ippo. Uso mitai là ok ok. Nhớ nhớ. Nó ở trong cái phần ở trong cái phần là mitai rasi rồi ipoi nhỉ, ipoi đúng không, ipoi 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 ipoi. Đây để mình sẽ nói tiếng Việt nhé. Từ cái từ mitai này thì nó có rất là nhiều nghĩa luôn, cái từ mitai này có rất là nhiều nghĩa luôn. Thì cách dùng mà để cho các bạn mà đang nói chuyện này, các bạn mà có thể nhớ được cái công thức mi tai này thì mình sẽ chỉ ra một cái để nhớ nhanh. Mi tai này á thì nó có nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa mà đang dùng á, Nihonjin mi tai có nghĩa là khi mà, có nghĩa là giống người Nhật, cái nghĩa của nó là giống người Nhật. Ví dụ như các bạn muốn nói ai đó giống một cái gì đó thì các bạn hãy nói những cái từ, ví dụ như nha, bây giờ mình thấy cách phát âm của bạn Võ Tiến Đạt này dùng từ eto eto giống người Nhật thì mình sẽ nói là Nihonjin mi tai. Còn ví dụ như các bạn thấy một cái thằng kia nó mặc áo khoác, đeo kính, đeo khẩu trang, nói chung là chùm kính mặt đi, thì các bạn sẽ nói là dorobo, dorobo mitai. Thì dorobo ấy, dorobo ở đây có ai biết từ dorobo mày nghĩ là gì không nhỉ? Tội phạm đúng không? Cái trộm, cái trộm, trộm cắp, cái trộm. Đúng rồi, đúng rồi. Dorobo thì nghĩa chính xác hơn của nó sẽ là tội phạm. Không ấy, là cái trộm ấy, trộm, mấy thằng trộm cắp á, trộm cắp á.
mấy thằng trộm ăn cướp ấy, thì nó gọi là durable. Thì durable mitai có nghĩa là mình nhìn cái thằng đó, nó đeo khẩu trang, nó đeo kính, nó mặc áo khoác, mình nói là durable mitai thì có nghĩa là nhìn trong mày giống như hạng cướp, giống hạng trộm ấy. Đó, nó sẽ mang nghĩa, nghĩa đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn thì nó sẽ mang nghĩa như vậy. Đó, và hey, thì ví dụ như ví dụ như các bạn nhìn ai đó xong rồi thấy giống một người nào đó thì các bạn có thể nói là đa đê đó, xong rồi thêm chữ mita vô thì nó sẽ mang nghĩa là giống một ai đó. Đó, hồi nãy mình có khen Võ Tiến Đạt là Nihonji Mitai, vậy là cách phát âm của bạn giống người Nhật ấy. Arigato gozaimasu. Cái cô ấy ha. Đặt tên của cô ấy có Nihonji Mitai thì sao thế? Cái là cái giọng của em á thì cái phát âm á giống giống người Nhật. Mitai là thế. Daijimi ka benkyou shita nda kedo demo Nihonjin日本人の発音みたい。Mình mới học tới bài 12 mà mình thấy cách phát âm của bạn giống người Nhật. Dạ, chắc không do em xem anime nhiều. Chứ dạ. À. Ồ, thế thì tốt cái xem thêm nhiều vô nữa. Anh Thắng sao em xem phim Nhật nhiều mà em không nói chuyện giống người Nhật anh Thắng rồi. Em xem phim tại vì cái này là cái giọng giọng của từng người cũng có thể là luyện được mà cũng có thể là trời phú ha, là mình này nhiều người có rồi cái đấy căn bản là tại em toàn xem phim hành động cho nên là em mới không phát âm kiểu giống như thế, còn bạn ấy xem anime mà đúng không? Em nào xem phim hành động đâu tiến sợ tiến sợ quá Thắng cứ cười nhờ. Ido mới xào à, Ido ý mì. Mày bắt tay lên để. Mới xào, chút đồ quá rồi Ido đã tôi một cái mà. Vô đang này xong. Vô đang. Nó có cà quá rồi. Nó có cà quá rồi. Vô đang. Imi quá rồi. Nó có cà imi quá rồi. Phim hành động mà chẳng xem gì nhưng hành động không? Phim hành động là phim người ta không nói nhiều, người ta chỉ dùng hành động thôi. Ông nghĩ ở đâu à? Đâu có cả. Yes. Chẳng xem phim hành động luôn. Kuroi mi yo. Kuroi wa dame yo. Kodo no kotoba wa tagi no tagi no dakara iroiro na kangai kata o kangaimasu ne. So yo ne iroiro iroiro kangaeru ga. Đúng rồi. Ai có ý nghĩa xấu thì nghĩ nó xấu rồi, còn nó không nó vẫn là phim hành động bình thường anh ạ. Lam rồi, vậy là không, bữa bạn Lam học được một buổi rồi, chắc là không mực mít, chắc là ngủ mất tiêu rồi. Tiến sang. Hi. Ima made dono gurai Nihon ni sunde imasu ka? Ima made 1 nen kan 6 kagetsu ni 日本に住んでます。はい。ゆっくりいいよ。ゆっくりいいよ。質問出し、たくさん質問出して。ゆっくりいいよ。いいよねって。
Nhông no doko de sunde imasu ka? Doko de sunde imasu ka? Nihonjin wa iwanai sore desu. Doko ni どこに住んでますか?はい、すみません。店さん、どこ、日本のどこに住んでいますか?三重県に住んでます。三重県、三重県知ってますか?そうです。そうですね。ニオンは、ニオンは北、時、和歌山県 に住んでいます。あ、住みます。あ、ユウさん、ちょっとこれ間違えたことがあります。さっきは日本にいた時といましたね。はい。あ、今ベトナムに住んでいます。あ、いつか。はい。うん。あ、 mình hiểu với bạn ấy, nhưng mà hồi nãy bạn có nói một câu là Nihoni kita toki đúng không? Hey, Nihoni không em bảo là ku kita phải là kuru đúng không? Kuru. Không không phải từ từ, ý là hồi nãy có nói một câu là Nihoni kita toki đúng không? Vâng, kita toki. Cái kita toki thì ví dụ như em nói thì anh vẫn hiểu ý của em là khi mà em đến Nhật thì em sẽ sống ở tỉnh Wakayama hả? Tỉnh nào nhỉ? Đúng không? Wakayama. Wakayama. Em sẽ đến tỉnh Wakayama để sinh sống. Thì có thể là cái từ kita toki đó thì em sẽ đang hiểu sai nghĩa đấy. Không phải sai nghĩa mà em đang sai cách truyền của nó, cái thế tà xong rồi cộng thêm với toki nữa. Mà em, cái câu mà ví dụ em câu mà em muốn nói là khi mà tôi đến Nhật đó, thì tôi sẽ sống ở tỉnh Wakayama thì nghe thì tiếng Nhật nó sẽ nói là Nihoni kite. Nihoni kite. Hey. Wakayama ken ni sunderu yoite desu. Thì cái điểm khác nhau giữa cái công thức kita toki và với lại tại sao lại anh chia về thể kite thì có nghĩa là kite có nghĩa là ví dụ em chia một động từ đó về thể t có nghĩa là sau cái động từ t đó thì cái hành động tiếp theo nó sẽ diễn ra. Vâng. Nghĩa là sau khi mà em đến Nhật thì em sẽ sống ở tỉnh Wakayama. Em sẽ sống ở tỉnh Wakayama. Còn khi mà em dùng cái công thức Nihoni kita toki có nghĩa là gọi là sao nhỉ, cái công thức kita toki đó nghĩa là giải thích sao nhỉ, kiểu như em đến rồi đúng không, em đến đấy rồi thì em mới nói là gì? Đúng rồi khi nào khi là em rồi. Nói là khi mà tại tôi kita toki là thể quá khứ là khi nào em đã tức là bây giờ em đã đến Nhật rồi, thấy không, em đang sống ở Nhật luôn, ví dụ cái đó, thấy không, bây giờ em ở Việt Nam mà nói là kita toki thì nó dùng hơi sai chút xíu như vậy. Em hiểu rồi. Đó, khi mà bởi vì những cái thứ mà nó chưa xảy ra thì mình sẽ dùng về chia về thể t, nghĩa là sau cái V1 thì sẽ hành động tiếp theo sẽ là V2, thì sau khi em đến Nhật thì em sẽ sinh sống ở tỉnh Wakayama kèn, thì nó sẽ như vậy. Thì ví dụ như là thì hiện tại thì giống như tiếng Anh á, thì thể diễn là hiện tại rồi quá khứ ha, mình cứ dựa theo đó mình chia ha, không gì mình đã thực hiện rồi, đã làm rồi mình dùng ta ha, còn cái nào chưa xảy ra hay là chưa dự định của mình á thì dùng IT hay là cứ được, ví dụ vậy. Watashi mo Wakayama ni sumu yotei desu. Shin san, ima Nihon ni sunde imasu ka? Iye. Ima Vietnam ni sunde imasu kedo Wakayama ni sumu yotei desu. Ichi ka Nihon e
12月とか4月です。あ、はい。わかりました。12月か4月か4月ね、はい、4月かわからないな、はい、今日予定だからでしょ。はいはい。田さん、明日、はい、明日何をしようと思っていますか？うん、そうですね。多分明日は、ワクチンのこと2回目受けろと思ってます。はい、そうですね。うん。ワクチンはわかる？あ、ブギーさん。あ、はい。わかります。うん。ティンさん、明日は何時からワクチン注射しますか？でも3時からですね。あ、3時？あ、3時か。あ、午後ね。はい、午後3時からね。そうですね、3時からですね。多分明日は、注射に、注射して、月曜日は、熱が出るかもしれないと思います。そうよね。そうよね。はい。で、朝ぐらいのと、よくですよね。で、午後から注射して、それから熱が出たでしょ？出るでしょ？はい。うん、明日仕事は大丈夫ですか？いや、月曜日です。月曜日から。多分、中級で休むと思ってます。ああ、そうなんですか。あ、そう。はい、19やな、うん。はい、19で、うん、休むかもしれない。うん、わかりました。はい、ワクチンですか？ビザ？モレナーでしょ？モレル。モレナール。モレナール。はい。はい、皆さん、すみません。日本語が上手に、いや、日本語が上手になるように、日本語でよく話してください。わかる？皆さん。はい。あ、はい、わかりました。うん、ユブさん、ベトナム語で何ですか？あ、ベトナム語は、あ、để muốn mà để mà bạn để mà giỏi được cái để mà giỏi được tiếng Nhật đấy, để muốn trở nên giỏi tiếng Nhật thì bạn phải nói nhiều lên. Ừ, そうですね。うん、全然違う違う。そうそうそう。正解です。正解。ユブさん、頑張ってください。はい。ギボね、ギボさんが聞き取り、うん、聞き取りいいですよねって。分かることが大丈夫ですよねって言ったら、すみません、あまり分かりません。分かりません。聞き取りが聞きの能力。聞くこと。聞くことが、うん、すごいですって言ったね。おいえ、下手ですね。あ、下手です。今自分で、今うちで、自分で日本語を勉強します。勉強しています。教会が、下手です。自分で日本語を勉強してるんですね。はい。日本の中で漢字が難しいです。今、なかなか上手です。なかなか上手です。なかなか上手が、上手じゃありません。そう。なかなか上手じゃありません。
cái là tên anh từ Naka Naka ha, đi chung với Phú Định ha. Rồi Lam ơi, em nói chuyện được cho em. Mạng hơi lắc đúng không? Alo. Dạ. Rồi, dạ. Nói chuyện được đúng không? Rồi, ok. Rồi Lam san, Lam san, okimashita ka? Dạ nai yo, sakoto nai yo. Ê. そんなことないの。先ほど僕とサンさん、タンさんは、ラムさん、ラムさん聞こえますか？聞こえないですか？言っても返事がないです。でも、さっきは私、Wi-Fi悪くになって、そして返事しないで。返事しないます。返事しないです。返事しません。 返事できないですか？返事できないよ。そうか。うん、よかった。え、ラムさん、今は日本に住んでるんだって。そう。でも、ペンさんが先輩ですよ。え、先輩か。今年の 今年わかりに、1年間ぐらい日本へ行きました。お、了解。でも、今年の、去年の12月に、日本語の能力試験。うん、はい。うん。 受けましたか？ 受けました。 レベルですか？ 地道です。すみません。地道じゃないわ。恥ずかしくないわ。12月は試験終わったら、試験終わったら合格したら私皆さんを言って、いいつもりです。え、どういうこと？12月試験を受けたんよね。受けたんでしょ？はい。 合格したら私皆さんを言うつもりです。 Vậy là khi mà bạn thấy cái hai này bạn thi đậu ấy thì bạn sẽ nói với mọi người nghe. Hey. À. 12月 N3 ですか? N4 ですか? 秘密ですか? 秘密だよ。でしょ？ラムさんは秘密だよ。お、タンさんちょっと厳しいな、タンさん。秘密だって。秘密だよ。で、ラムさん言ったけど、秘密だよ。お。聞かないで。ラムさん。聞かないでください。ラムさん言ったけど。聞かないでください。ラムさんは。 多分今はティンさんお前うるさいなんだと言われましたね。思った。思ったけど言わなかった。うるせえな、ティンさん。お前うるせえなんだ。あ、銀河カオマ、うるせえ、あら、お前うるせえなってのは文脈か。他のおらんぎは。入学者の違う、上司の工場の上司の場合は、他のおらんぎは。 Người ta nói rất là nhiều ha. Mẹ urusena thì vô vậy. Câu giao tiếp thường ngày. Thế bạn Lam có đang nghĩ mình cùng từ vô đằng sau vậy? Nên là đâm ra em cũng quen ấy. Thì em khi không hiểu là tại lúc nào thì dùng vô, lúc nào thì dùng ne. Nhưng mà thường thường kiểu theo một thói quen phản xạ thì em hay dùng từ vô ở đằng sau. Ví dụ như vừa nãy em bảo khi mi chữ đài vô kiểu vậy. Bên em giống như kiểu quen á.
nhưng mà hồi nãy mình nói gì Lam hiểu mà đúng không? Giếng người vừa cách ta đây, vừa cách theo. Nhưng mà Lam có nghĩ như vậy không? Không. Không. Chắc là ưu sổ rồi anh Thắng ơi. Số giờ nè, không là làm nói thiệt nè, làm thì đại bữa cũng học mấy bữa với anh rồi, cũng ok sao? À, ý là làm nói là làm không có nghĩ em ồn ào nó nhiều, nhưng mà thực sự là làm đang nghĩ là em thằng này phiền thấy không? Đẹp không? Ulysses đẹp không? Là tiên sản là một số hít đồ nhưng mà làm cái này em xin giải thích cho bạn, em xin giải thích cho bạn Lam nhé. Thì hồi nãy em có nghe bạn kêu là từ ne với lại từ dối, thì bạn không biết cách dùng của từ ne và từ dối. Thì bây giờ mình nói trước từ dối nhé. Cái từ dối thì khi mà ví dụ như bạn, cái câu trả lời của bạn ấy, bạn chắc chắn rằng cái câu đó là đúng, có nghĩa là câu có cái câu đó đó bạn chắc chắn là nó đúng ấy, thì bạn sẽ dùng từ dối vào. Có nghĩa như ví dụ như nhá, người ta hỏi bạn là bây giờ con kia đang ở đâu, bây giờ con hoa đi, thì hoa sang doko ni imasu ka, xong rồi bạn sẽ nói là ie ni iru yo, thì như là bạn chắc chắn là con hoa nó đang ở nhà, thì bạn sẽ nói là con hoa đó, thì bạn sẽ thêm từ dối vào đằng sau, có nghĩa là bạn chắc chắn mà cái lời bạn nói là nó chính xác ấy, thì bạn sẽ thêm từ dối vào đằng sau, có nghĩa là nhấn mạnh ấy, bạn nhấn mạnh cái câu bạn nói, thì bạn sẽ dùng từ dối vào đằng sau. Ví dụ như hồi nãy mình nói là urusedeo, thì có nghĩa là bạn thấy mình nói nhiều ấy, bạn thấy mình sao mình đã nói là bí mật rồi mà sao cái thằng này nó cứ hỏi hoài à, thì bạn lúc đó bạn bực mình đúng không, bạn bực mình thì đó là cái tâm trạng của bạn, và bạn cái tâm trạng của bạn nên bạn biết là cái điều đó là chắc chắn, nên bạn sẽ nói là urusedeo chứ không phải là urusedane vậy. Urusedane thì nó cũng có nghĩa chứ không phải là không có nghĩa, nhưng mà urusedane có nghĩa là bạn bè nói chuyện bình thường thôi. Omae urusedane thì nó sẽ mang nghĩa là nó bình thường thôi, nhắc nhở nhẹ nhẹ thôi. Còn ví dụ như urusedeo thì nó cũng rất là bản thân mình đang bực rồi đấy. Khi mà bạn nghe mà urusedeo nghĩa là bản thân người đó họ đang bực ấy. Còn urusene mà thì nó sẽ mang nghĩa là bình thường hơn thôi, mày hơi ồn rồi đấy. Còn urusedeo thì nó mang nghĩa nặng hơn. Đấy, thì cái từ dối thì nó sẽ dùng cho nghĩa, ví dụ như bạn muốn nhấn mạnh cái điều bạn nói thì bạn sẽ dùng thêm từ dối vào đằng sau. Thì anh bổ sung xíu anh gì cái thì vô ha, vô với ne thì cũng giống như là tiếng nói, thì dụ như mình chắc chắn là điều đó là đúng, là chính xác ha, thì mình dùng vô. Còn như mình dịch ra theo nghĩa cái từ Việt Nam không, ví dụ như là hỏi thêm bạn Hoa đang ở đâu đấy, tôi còn đi stop, thì là thì đang ở nhà đó, ở nhà đấy, thì đang ở nhà đấy, ở nhà đó ha. Đang ở nhà đó, đang ở nhà đấy ha. Nó dịch theo tiếng Việt mình là đấy, nè đó. Còn từ ne ha, ne là mình muốn cũng nó cũng là như vậy. Cũng có đôi lúc á nó dùng cả đa dồ ne ha, dùng cả hai từ một lúc luôn. Cũng có lúc là sẽ nói như vậy. Ha. Từ ne ở đây là nhỉ ha, và vậy nhỉ. Anh đi phải không nhỉ, như vậy ha. Đi ne, như vậy ha. Đó. Mình bổ sung theo cái ý của bạn Tiến ha. Yeah. Imakara wa Tan san ga Nihongo no Kyoku utawashite itadakimasu. Miri san, 聞いてください、お願いします。タンさんどうぞ。皆さん、皆さんじっくり話してみて、今
Mina chotto nuzukashii kikoeru? Hai kikoeru. Tức là tiếng Anh em nói chậm lại một chút, tại vì có những các bạn mới học bài và thấy các bạn không nghe được hết lời em nói à, nói chậm lại một chút. Thì nói để nói chuyện quen rồi giờ muốn nghe giảm tốc độ thì cũng được, nhưng mà nghe nó hơi khó chịu xíu hả tiếng nhỉ. nghe hơi mắc cười rồi. Đúng rồi, tại vì cái tốc độ mình nói thường ngày nói vậy rồi, nhưng mà khi nói từ 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 thì nó nghe nó khác đi, đúng không? Dạ. Để em nói lại nha. Imakara Tan san ga Nihongo no kyoku uta o utawashite itadakimasu. Minasan yoku kiite kudasai. Onegai shimasu. Tan san, dou zo. Rồi bạn có gì hỏi bạn Lam không? Thì bạn Lam nãy giờ cũng vô cũng lâu rồi đó. Tiếc có gì hỏi nữa không? Hỏi tiếp đi. Hỏi cho bạn Lam nói chuyện nhiều hơn. Em đang kêu Thắng hát mà. Ý mà Osoi desu kara itatte wanai de shou. Hai ryu kai desu. Lam-san wa doko ni sundemasu ka? Nihongo no. Watashi machi ga te ni sundemasu. Machi? Chiba-ken. Chiba-ken ka. Chiba-ken. Kono aida. Doi ka? Watashi ga tamatte. ちょっと遠いと思ってます。ジュースによって、この間千葉県に、いや、千葉県になんか地震があったね、ラムさん。そう、いっぱいよ、たくさんよ。千葉県に、 千葉県に僕の友達もいる。いるけど、でも 3人だけです。3人にいる、3人だけにいる。どういうこと？ どういうことですか？ 私も他にいるけど、 3人 いるけど、3人だけにいます。いや、ラムさん、ちょっとわからないですね。え、え、bạn học ở là có bạn ở đây đúng không? Có bạn ở tỉnh Chiba đúng không? Ý là mình kêu là mình có bạn ở tỉnh Chiba ấy. Ý là tiếng có bạn ở tỉnh Chiba, không? Còn em á. Còn Lam thì nghĩ là đang hỏi Lam là có bạn ở Chiba hay không? いいじゃん。間違ったでしょ。そうですね。ラムさんは日本に来て旅行が多いですか？いえ、少しだけです。私日本 に行ったばかり、ちょっと道できない、日本語できない、そしてあまり行かない。了解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 。了
じゃあ、東京聞いたことがある？私まだき、まだ来たことがないよ。おお、近くなんだけど、聞いたことがないの。ちょっと残念ですね。
日本語、日本語できないから、お金ない、お金も、ないから、それで、ちょっと出かけないでしょ。道できないよ。道？道か？道？道ですか？町。ごめん。町でしょ？ em mít chi dài nãy cả đường nghe à đường đường thì mấy từ mít chi từ ma ma chi nó cũng cùng nghĩa với nhau ấy. Ừ. Tôi nè tôi mít chi à nãy cả 日本語の文法、文法は私全然勉強しないよ。いや、ちょっと考える。でもね、ラムさん、携帯電話で調べて、一句できるよ。携帯電話で調べて道を調べて東京に行くできるよ。はい、わかった。でも日中は休憩の日がなくて一人にあひ一人なんかで一人で一人だから私行きたくない。ごめんね。ラムさん、ラムさんの先輩いますか？先輩。いや、ただし、em có ba người。Em có ba người bạn, thế nhưng mà kiểu bọn em làm lịch nghỉ khác nhau ấy ạ. Ngày nghỉ của bọn em khác nhau nên là nếu mà một mình thì em sẽ không đi. Nên là em ít đi. Chỉ khi nào mà bọn em nghỉ cùng một ngày thì bọn em sẽ đi đâu đó ở gần Chiba. Mawari Chiba, Chiba kể nó, Mawari thì sao đấy. デンさんか。仕事の圧力はデンさん何をしたいですか。圧力は何？圧力。仕事の圧力。ストレス？違う。そう、そうそう。ストレス。ストレス。ストレス。ストレスを。ためりすぎたらあなたは何をしたいですか？どういうことですか？ちょっと日本語がわからないです。khi mà công việc của bạn quá áp lực thì bạn muốn làm gì？ストレス？ストレスね。仕事のストレス。了解。同じ。海行きたい？ストレスに違う。ストレスになるときは、何しようか。多分、綺麗な女の人を見て、また大丈夫になるかもしれないと思ってます。わかる？ラムさん。rồi bạn ấy ngủ rồi anh Thắng. Thôi các bạn ha, hôm nay cũng trễ 9 giờ mấy 10 giờ ở bên kia em gần 12 giờ này ha. Thì hôm nay mình kết thúc buổi Kawa buổi hôm nay ha. Hôm nay thì hôm nay có Tiến và các bạn tham gia ha. Mày hôm nay buổi nói chuyện rất là thú vị ha. Ai cũng vui vẻ rồi, cũng chia sẻ rồi
những kiến thức cho nhau ha. Và đặc biệt hôm nay là sinh nhật của bạn của Huê ha. Nay Huê thì chắc uống cũng cũng đúng, cũng hơi hơi nhiều ha. Thấy tại thường ngày thì thấy Huê cũng ít nói ha, thì nên nay có chút bia vô là sổ cái nhật là nhưng mà sổ rồi quá trời luôn Huê ha. Muốn to. Muốn to. Đi chi đi không vô ha sư. Hơi sư vô. Rồi, ha, cảm ơn các bạn. Tôi soi rồi. Rồi vậy tuần sau tiếp tục như thế này ha. Rồi cũng có trước thì có thêm bạn nam, nhiều bạn nam, nhiều bạn bận bận như bạn không có tham gia được rồi, chưa giờ có bạn Tiến ha. Bạn Tiến với bạn cũng vô tham gia rồi, cũng có kinh nghiệm mà chia sẻ cho các bạn ha. Rất là tốt. Như ở đây ha, như có bạn nào có kiến thức hay có chia sẻ gì đó thì cứ chia sẻ thoải mái ha, để cho các bạn còn hỏi luôn ha. Đó là vậy. Hey. Hey. Minasa. Minasan wa sweet game ayo scary bimasta ka? Tensa wa ichi de mo ano sweet game ano sugoi. Sugoi ninki yo ne tte. Deso? Tensa. Hai, Huê san wa scary bimasta ka?今日はちょっと疲れた。まあビールはたくさん飲んでから、明日見てね。そうですね。皆さん、お疲れ様でした。はい。皆さん、お疲れ様でした。じゃあね。じゃあね、またね。またね、じゃあね。 Rồi hẹn các bạn ngày thứ ba ha, thứ ba nhớ sắp xếp thời gian vô học nha các bạn ha. Hai. Hai. Oya seminasai. Seminasai.